Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết do thời gian chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 9 năm 2024 trùng vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh nên cơ quan bảo hiểm xã hội đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện từ cuối tháng 8 năm 2024 để người hưởng được nhận chế độ ngay sau kết thúc kỳ nghỉ lễ. Sau kỳ chi trả tháng 9 năm 2024, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tiếp tục chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản cá nhân tại 43 bảo hiểm xã hội tỉnh thành. Đối với 20 bảo hiểm xã hội tỉnh còn lại, tiếp tục thực hiện chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bằng cả hai hình thức qua tài khoản cá nhân và tiền mặt qua hệ thống bưu điện.